Bộ Giao thông Vận tải vừa thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp gói thầu đầu tiên của 3 tuyến cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45, Vĩnh Hảo, Phan Thiết và Phan Thiết Dầu Dây. Sau khi được Quốc hội cho phép chuyển phương thức từ PPP sang đầu tư công, cả 3 dự án này được ấn định lịch khởi công vào ngày 30 tháng 9. Dự án Phan Thiết Dầu Dây, Bộ Giao thông Vận tải đã phê duyệt đơn vị trúng thầu là liên danh Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam Vinaconex và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Xây dựng Trung Chính với mức chi phí đưa ra là 2.299 tỷ đồng. Gói thầu sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, thời gian thực hiện hợp đồng là 24 tháng. Liên danh này sẽ thi công gói thầu số 3 XL, đoạn từ km 47 672 đến km 83. Đây là gói thầu lớn nhất trong số 4 gói thầu của dự án này. Dự án cao tốc Phan Thiết Dầu Dây đi qua 2 tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai, một đầu nối với cao tốc Long Thành Dầu Dây, một đầu nối với cao tốc Dầu Dây Long Thành. Dự án được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cao tốc loại A, vận tốc thiết kế 120 km/h. Công trình sẽ có 4 làn xe với bề rộng nền đường 25m, tương lai nâng lên 6 làn xe. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 12.577,5 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng là 7.201 tỷ đồng. Ban quản lý dự án Thăng Long là đại diện chủ đầu tư. Tại dự án Vĩnh Hảo Phan Thiết, gói thầu XL01 từ km 134 đến km 154 thuộc về liên danh Tổng Công ty Thăng Long, Công ty Cổ phần Đạt Phương, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng Tự Lập với giá trúng thầu là 1.687,68 tỷ đồng, hợp đồng thực hiện trong 24 tháng. Dự án có chiều dài 100,8 km với 4 làn đường, chiều rộng nền 17m, tổng mức đầu tư 11.183 tỷ đồng. Đại diện chủ đầu tư là Ban quản lý dự án số 7. Tại dự án Mai Sơn quốc lộ 45, gói thầu XL11 từ km 289 500 đến km 301 được trao cho liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Thịnh Thi, Tổng Công ty 319 và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Định An. Giá trúng thầu là 852,357 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng là 24 tháng. Dự án Mai Sơn quốc lộ 45 có chiều dài 53,5 km, tổng mức đầu tư là 12.343 tỷ đồng với chi phí giải phóng mặt bằng và 5 gói thầu xây lắp. Khi hoàn thành, dự án có 4 làn đường với chiều rộng 17m, đại diện chủ đầu tư là Ban quản lý dự án Thăng Long. Bên cạnh những gói thầu đầu tiên đã chọn được nhà thầu để khởi công, Bộ Giao thông Vận tải đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục, dự kiến hoàn tất việc chọn nhà thầu cho toàn bộ 13 gói thầu của 3 dự án vào cuối tháng 10.